Kính chào quý vị độc giả của báo Đại Đoàn Kết. Xin được chào giáo sư viện sĩ Nguyễn Huy Mỹ. Xin kính chào quý khán giả của báo Đại Đoàn Kết. Xin kính chào phóng viên, xin kính chào những người cùng tham gia chương trình hôm nay. Thưa giáo sư, được biết là người tiếp cận nhiều tài liệu nghiên cứu về cái dự án khai thác và tuyển quặng sắt Thạch Khê. Thì giáo sư đánh giá như thế nào về cái dự án này ạ? Nói thẳng là dự án chưa có báo cáo khả thi. Cuối năm 2011, về phía Việt Nam thay đổi một cái gọi là dự án hiệu chỉnh, bắt đầu để làm lại báo cáo khả thi rồi báo cáo thiết kế kỹ thuật, và đến năm 2015 thì thông qua, và làm 2000 coi như cuối năm 2015 là thông qua thiết kế kỹ thuật và cho cái dự án gọi là dự án hiệu chỉnh. Các anh chia ra cái giai đoạn, thực ra một cái dự án khai thác mỏ mà thì chia ra giai đoạn như thế này là hơi vô lý. Cái khai thác mỏ này là phải anh phải làm từ đầu chỉ cuối xuyên suốt đến khi hoàn thổ như thế nào. Về chủ trương của Đảng và Nhà nước rất đúng, và khai thác quặng sắt Thạch Khê đó cần phải tính đến vấn đề quy hoạch khoáng sản của Việt Nam, đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam, và đồng thời cái quy hoạch phát triển bền vững của Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng rất ảnh hưởng, có ảnh hưởng từ cái việc triển khai dự án Thạch Khê. Cuộc gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh giữa tập đoàn than khoáng sản thì anh Hải là tổng giám đốc TKV nói rằng bây giờ chuyển sang cái gọi là dự án trung gian khai thác 10 năm. Tôi cũng ngất ngạc nhiên, nếu mà cái dự án 10 năm tôi mỏ Nga làm và mọi người thống nhất cái trước đấy là phải đến hoàn thổ 47 năm, vậy thì bây giờ lại chỉ còn làm có 10 năm. Thế cái dự án trung gian này là bây giờ anh hiệu quả nó như thế nào, cái giải pháp của nó như thế nào, ai làm thiết kế kỹ thuật cà phê và tiết liên 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 tục nói rằng là hiệu chỉnh như thế này thế kia, anh hiệu chỉnh như thế nào anh công khai nói cho mọi người biết. Một tập đoàn TKV cần phải, tôi nghĩ rằng cần phải làm một cái báo cáo khả thi rất nghiêm túc. Trước hết cần phải là khoan thăm dò nước ngầm, khoan thăm dò hiện tượng cluster, báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự báo như vậy. Như vậy phải một cái báo cáo khả thi qua đấy anh mới đánh giá được hiệu quả nó bao nhiêu chứ. Anh là có hiệu báo cáo khả thi đâu mà anh đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội được. Hà Tĩnh cần chuẩn bị theo kiểu những cái đề tài nghiên cứu khoa học kia, anh phân biệt này ảnh hưởng du lịch sẽ ảnh hưởng như thế nào, bao nhiêu hồ bị mất kinh doanh, bao nhiêu di tích bị phá hủy, bao nhiêu cái di sản phi vật thể, di sản tư liệu chẳng hạn bị ảnh hưởng, và những cái đấy không nói chung chung. Để mà chủ đầu tư có thể tiếp tục triển khai cái dự án này ấy, thì là theo giáo sư thì cần phải làm gì để đảm bảo hiệu quả nhất? Tôi nghĩ rằng là bây giờ chưa thể nói là dừng khi triển khai được. Vâng. Vì sao? Vì anh chưa có báo cáo khả thi. Chưa có báo cáo khả thi, và tôi muốn nói thế này này, hiện nay chủ đầu tư cứ muốn triển khai vì nói rằng là đã có báo cáo khả thi, có thiết kế kỹ thuật và đáp đúng quy trình, thì vậy những cái ý kiến của tôi nói về quy trình đấy đúng hay sai. Công ty cổ phần sắt Thạch Khê đã có số liệu về nước ngầm, số liệu về caster để có một cái báo cáo khả thi tốt chưa, để có một cái thiết kế kỹ thuật tốt chưa, và cái quy trình thẩm định đấy các anh nói rằng là có nước ngoài tham gia, vâng, vì vậy người chúng ta mới tin được vì họ có kinh nghiệm. Vậy bây giờ muốn trả lời câu hỏi dừng hay triển làm tiếp hay không thì phải có báo cáo khả thi, chủ đầu tư phải làm cái đấy. Còn nếu anh làm, anh có tiền để làm, không có làm tức là rõ ràng anh có đầu tư được. Thì cổ phần sắt Thạch Khê phải báo cáo anh làm như thế nào, anh cái nhìn cái về sai sót đấy có đúng không, và anh có dự kiến làm hay không. Tập đoàn TKV phải có báo cáo, và về phía Hà Tĩnh các sở ban ngành có báo cáo để triển khai cái đề tài để năm 2024 có thể trả lời được. Nếu có báo cáo khả thi tôi sẽ phản biện như thế này, và lúc đấy chúng ta mới trả lời được, chúng ta mới có cơ sở khoa học với chỉ đạo của thủ tướng như yêu cầu nghị quyết bộ chính trị hiệu quả kinh tế đầu tư. Chứ bây giờ ông TKV ông nói rằng là đáp ứng hiệu quả kinh tế đầu tư, nhưng đầu tư như thế nào thì chưa rõ. Vậy thì dự án khai thác một sắt chế biến bằng sắt một Thạch Khê là cần thiết ở chỗ này, cần làm một cách đúng đắn vì nó ảnh hưởng đến quy hoạch khoáng sản của Việt Nam, vì nó ảnh hưởng quy hoạch phát triển bền vững của Hà Tĩnh, và nên sớm giải quyết. Và tôi nghĩ cái đấy thừa sức giải quyết chúng ta. Tôi nghĩ lâu nay có lẽ là ai cũng biết nhưng mà chưa bắt tay thực sự vào làm. Vâng, rất là cảm ơn giáo sư về cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Xin được chúc giáo sư là thật mạnh khỏe, có nhiều đóng góp, ý kiến giám sát và phản biện cho mỏ sắt Thạch Khê nói riêng và đóng góp cho nền khoa học của Việt Nam nói chung. Xin Xin cảm ơn giáo sư. Xin cảm ơn phóng viên, xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình.